lúc này múc lóc check out nha các bạn. Ở đây có mấy cô thiếu nữ để lát mình tìm cơ hội mình quay với các bạn xem nha. Đi ra xem máy xúc. Đây này các bạn. Treo vào đó. Đang xem những phong cách của tài xế này. Không lên rồi, hóc cái góc dừa này cứng lắm rồi. Hai mẹ con lấy cái búa đẽo á, đẽo được cái lớp trên thôi mà lớp dưới nó còn. Lâu lắm nó mới mọc vậy. Chưa lên. Quá căng, nóng mất sao không có thật.